Các bạn thân mến, để tiếp tục cái chủ đề là tìm mờ để phương trình lượng giác có nghiệm hoặc là vô nghiệm, thì trong video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn hai bài toán mà liên quan đến cái phương trình đẳng cấp bậc 2. Như các bạn đã biết là đối với phương trình đẳng cấp bậc 2 ấy, thì chúng ta có một cái phương pháp, đó là đưa về cái từ cái phương trình đẳng cấp bậc 2, có một cái cách giải ấy, là đưa về phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x, đúng không? Thì cụ thể ở đây là từ mà từ bậc từ, từ đẳng cấp bậc 2 mà đưa về cái bậc nhất thì là bậc nhất đối với lại sin 2x và cos 2x. Thì cái này tôi sẽ vận dụng cái điều đó để chúng ta sẽ tìm cái giá trị của m để phương trình lượng giác có nghiệm. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài đầu tiên. Người ta yêu cầu tìm m, và các bạn nhìn thấy cái phương trình ở đây. Đây, phương trình này là một cái phương trình đẳng cấp bậc 2, và yêu cầu là tìm m để phương trình đó có nghiệm. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ biến đổi cái phương trình đẳng cấp bậc 2 này về phương trình bậc nhất đối với sin 2x và cos 2x bằng cách vận dụng cái công thức hạ bậc. Chúng ta có như sau. Phương trình sẽ được biến đổi thành là m cộng với 1 nhân với lại 1 trừ đi cos 2x trên 2. Đấy. Trừ đi sin 2x cộng với 2 lần cos 2 bình 2x thì là 2 nhân với 1 cộng với cos bình 2x. Xin lỗi, cos 2x trên 2. Cos 2x trên 2 bằng 1. Và bây giờ chúng ta sẽ quy đồng và rút gọn đi, biến đổi đi, đúng không? Chúng ta sẽ được là m cộng với 1 này trừ đi m cộng với 1 nhân với cos 2x trừ đi 2 lần sin 2x. Cộng với 2 cộng với lại 2 lần cos 2x bằng 2. Đấy. Khi đó thì chúng ta rút gọn đi và chuyển nó thành cái dạng cơ bản ở đây. Chúng ta có được là chúng ta chuyển hết sang một vế, chúng ta có được là cái này thằng này sẽ là m 2, cái này trừ 1 là dương 1, đúng không ạ? Như vậy là 1 trừ m, vậy chuyển vế sang là m trừ 1. M trừ 1 nhân với cos 2x trừ đi thì sẽ thành cộng với 2 lần sin 2x. Vế bên này chúng ta rút gọn đi rồi thì còn lại là bằng m cộng với 1. Đấy, thì các bạn kiểm tra lại một chút. Rồi, đúng rồi, chúng ta có được cái điều như thế này. Và rõ ràng là đến đây các bạn thấy nó là phương trình bậc nhất đối với cos 2x và sin 2x, đúng không ạ? Và các bạn nhớ rằng là cái phương trình này có nghiệm, điều kiện có nghiệm của nó có nghiệm khi và chỉ khi là AB thì không đồng thời bằng không ở đây được rồi, đúng không ạ? Bởi vì có cái hệ số này khác không rồi. Và ở đây chỉ cần là m trừ đi 1 tất cả bình cộng với lại 2 bình thì lớn hơn hoặc bằng m cộng với 1 tất cả bình. Đấy, chúng ta khai triển cái này ra. M bình phương trừ đi 2m cộng với 1 cộng với 4 lớn hơn hoặc bằng m bình phương cộng với 2m cộng với 1. Đấy, khi đó chúng ta rút gọn đi. Rút gọn. M bình với m bình hết, 2m chuyển sang là 4m. Chuyển sang đây là 4m. 1 hết chuyển sang đây là nhỏ hơn hoặc bằng 4, đúng không? Đấy. Hay nói cách khác ở đây chúng ta tìm được là m nhỏ hơn hoặc bằng 1. M nhỏ hơn bằng 1. Vậy điều kiện có nghiệm ở đây. Vậy phương trình có nghiệm khi và chỉ khi là m nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đấy. Thì chỉ một cái động tác biến đổi đơn giản thôi là chúng ta có thể xử lý được cái phương trình này rồi. Tương tự như vậy thì ngược lại của có nghiệm là vô nghiệm. Đấy. Thì chúng ta cũng có cái điều kiện vô nghiệm cho cái phương trình tiếp theo.
Đối với phương trình thứ hai, các bạn thấy rằng là chúng ta cũng thay thế vào 3m trừ 2 này nhân với lại sin bình thì nó sẽ là 1 trừ đi cos của 2x trên 2 trừ đi 5m trừ 2 nhân với sin 2x. Đấy. Cộng với lại 3 nhân với 2m cộng 1 nhân với lại 1 cộng với cos 2x trên 2 bằng 0. Đến đây thì chúng ta nhân ra thôi và chúng ta quy đồng lên. Đã có là 3m trừ 2 trừ đi 3m trừ 2 nhân với lại cos 2x trừ đi 5m trừ 2 nhân sin 2x. Và ở đây chúng ta sẽ phải nhân thêm 2 vào đây, 2 vào đây, 2 nhân vào đây. Và cái này là cộng với 3 nhân với 2m cộng 1 cộng với 3 nhân với 2m cộng 1 nhân với lại cos 2x bằng 0. Đến đây thì chúng ta rút gọn như một chút, với cái chú ý rằng là hai cái thằng này có thể rút gọn cho nhau. Như vậy thì chúng ta còn lại cái gì? 6m trừ đi 3m thì còn lại là 3m, đúng không? Chúng ta có 3 dương 3 trừ đi trừ 2 là cộng với 2, mà 3 cộng với 2 thì bằng 5, 5 nhân với cos của 2x. Đấy. Trừ đi 2 nhân với lại 5m trừ 2 nhân sin 2x. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta rút gọn cái phần còn lại, 6m cộng với 3m là 9m cộng 9m trừ 2, cái này là dương 3, 3 trừ đi 2 bằng 1. Và đến đây thì đương nhiên rồi, chúng ta có thể chuyển vế sang để cho nó đúng dạng một chút, đúng không? Để tôi chuyển vế sang cho nó đúng dạng. Trừ 9m trừ 1. Đấy. Rồi, và điều kiện để cái phương trình này vô nghiệm. Đấy, phương trình này vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm. Khi và chỉ khi a bình tức là 3m. Ở đây thì chúng ta cũng phải đề phòng cái trường hợp thằng này bằng 0. Tuy nhiên là nó không đồng thời bằng 0 rồi, các bạn nhé. Để ý là hệ số a, hệ số b ở đây không đồng thời bằng 0 rồi. Như vậy chúng ta có được là 3 cộng với 5m bình phương. Phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi thằng này cộng thằng này bình phương 2 5m trừ 2 tất cả bình phương thì nó phải nhỏ hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng trừ 9m trừ 1 tất cả bình. Đấy. Chúng ta thực hiện cái việc là khai triển hàm đẳng thức thôi. 9m bình trừ đi 30 cộng với 30m này, cộng với lại 25 này, cộng với 25 nhân 4 là 100 m bình phương này. 4 nhân với lại 20 là trừ đi 80, trừ đi 80 m. 4 cộng 4 cộng 4 là 16. Nhỏ hơn hoặc bằng, cái này là 81 m bình phương cộng với 18 m cộng với 1. Rồi bây giờ chúng ta rút gọn đi thì đó chúng ta sẽ được ở đây là 100 m nhé các bạn này, sai một chút. 100 m bình phương 81 9 100 lẻ 9 là trừ đi 81 thì 8 này, 10 trừ 8 bằng 2 này, 28 m bình phương 18 30 rút gọn đi thì còn lại là 12
12, 8, 68, 68M, chữ 68M, 25, 24, 24 cái này là 30, cộng với lại 40, xin lỗi các bạn, cái này là 40, chúng ta có 41 ở đây, trừ đi 1 là 40, nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy thì các bạn cũng cố gắng là kiểm tra lại cho tôi kết quả này cho nó chuẩn chuẩn hơn một chút. Chúng ta sẽ chia cả hai vế cho 4 đúng không ạ? Khi đó chúng ta được là 7m bình trừ đi cái này là 1 28 17m cộng với cái này là 10 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đấy. Phương trình này thì đương nhiên là cái vế bên trái nó nhẩm được nghiệm, một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng 10 phần 7. Như vậy chúng ta có được là m ở đây lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng 10 phần 7. Và đương nhiên chúng ta có kết luận cho phần này. Vậy cái phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi m lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 10 phần 7. Một lần nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phương trình, cái điều kiện có nghiệm của phương trình bậc nhất sin cos lại được vận dụng vào đây. Và với cái việc vận dụng này thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn rất nhiều so với việc bây giờ các bạn chuyển thành, tức là dùng cái cách giải thứ hai chúng ta đưa về tan. Đấy, chúng ta đưa về tan x trên 2 thì chúng ta sẽ phải vướng rất là nhiều thứ. Chúng ta sẽ phải chia trường hợp, nhiều trường hợp khác nhau. Đấy. Video thì xin được phép tạm dừng tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bye.